Trong thánh lễ này, xin cùng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho những người xin. Tạ ơn xin cho gia đình bình an mạnh khỏe, xin chỉ như ý, xin ơn bình an, xin ơn hoán cải, xin ơn đền tội, xin ơn chữa lành, xin ơn chết lành. Xin cho công việc được thuận lợi, buôn may, bán đắt. Xin ơn thánh hóa gia đình, việc làm, việc học. Xin lễ dỗ cầu nguyện cho linh hồn Teresa dỗ 2 năm, Gioan Bautista, các linh hồn Maria Anna, Maria Teresa, Đa Minh, Giuse Teresa, Vincent, Phaero, Marta, Gioan Bautista, Gioakim, Anna Maria, Marta, Matthew, các linh hồn nhà an nghỉ, các linh hồn thai nhi, các linh hồn tổ tiên, ông bà cha mẹ, nội ngoại. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ơn sùng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ cùng với toàn thể giáo hội, hôm nay chúng ta cử hành Chúa Nhật tuần thứ hai mùa Phục Sinh. Và đây là một sáng kiến của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chọn tuần thứ hai để đặc biệt kính lòng thương xót Chúa. Nếu chúng ta tham dự các thánh lễ thì hầu hết tất cả các thánh lễ đều là lễ kính lòng thương xót Chúa. Nhưng giáo hội ưu tiên cho chúng ta ngày này để nhắc nhớ cho chúng ta về lòng thương xót của Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô đã chịu chết, sống lại và lên trời để chuyển cầu cùng Chúa Cha, ban cho mỗi người chúng ta được ơn thánh hóa, được tha thứ mọi tội lỗi và sẽ được sống lại cùng với Người. Đó chính là đặc ân của lòng thương xót mà Chúa Giêsu đã dành cho mỗi người chúng ta, dành cho nhân loại. Với tâm tình đó, giờ đây chúng ta thành tâm xin Chúa thứ tha những lỗi lầm thiếu sót của chúng ta, để thánh lễ chúng ta dâng được đẹp lòng Chúa. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa.
Thiên Chúa. Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa. Là Chiên Thiên Chúa, là Con Đứng Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa từ bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng thánh. Chúa là đấng tối cao, cùng đấng Chúa thánh thần trong vinh quang, đấng Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, hàng năm Chúa dùng ngọn lửa phục sinh để khơi lại niềm tin trong lòng dân thánh. Cúi xin Chúa gia tăng ân sủng để chúng con hiểu rằng chính Chúa Kitô đã thanh tẩy chúng con bằng phép rửa, đã tái sinh chúng con bằng thánh thần và cứu chuộc chúng con bằng máu thánh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên trị cùng Thiên Chúa Cha trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần từ muôn thuở đến muôn đời. Amen. Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo mà chỉ có một lòng một ý, không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ mọi sự đều là của chung. Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các tông đồ làm chứng Chúa Giêsu đã sống lại, và Thiên Chúa ban cho tất cả các ông dồi dào ân sủng. Trong cộng đoàn không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng đất nhà cửa đều bán đi lấy tiền đem đặt dưới chân các tông đồ, tiền ấy được phân phát cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Đó là lời Chúa. Israel hãy nói lên rằng muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nhà Aaron hãy nói lên rằng muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nào cảm tạ Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Vinh đa kia thờ say loài bỏ, đã trở thành phiến đá gốc tường kia.
ngày hôm nay đây ta hãy gieo mừng bao kỳ diệu Chúa đã tạo dựng nên. Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ: Phàm ai tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, kẻ ấy đã được Thiên Chúa sinh ra. Và ai yêu mến Đấng sinh thành thì cũng yêu thương kẻ được Đấng ấy sinh ra. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được mình yêu thương con cái Thiên Chúa, đó là chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thi hành các điều răn của Người. Quả thật, yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người, mà các điều răn của Người có nặng nề gì đâu, vì mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian, và điều làm cho chúng ta thắng được thế gian, đó là lòng tin của chúng ta. Ai là kẻ thắng được thế gian nếu không phải là người tin rằng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa? Chính Đức Giêsu Kitô là Đấng đã đến nhờ nước và máu, không phải chỉ là trong nước mà thôi, nhưng trong nước và trong máu. Chính thần khí là chứng nhân và thần khí là sự thật. Đó là lời Chúa. Này anh Tô-ma, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Cùng Thầy những người không thấy mà tin. Alleluia, 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 Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: Bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12 tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: Chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp: Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: Bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma: Đặt ngón tay vào đây và hãy xem tay Thầy, đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy,
đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tôma thưa với người: Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giêsu bảo: Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được ghi chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà có sự sống nhờ danh Người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chúng ta vừa nghe đoạn tin mừng thuật lại, đặc biệt nhấn mạnh về câu chuyện ông Tôma. Vào ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu đã hiện ra với các môn đệ. Lần đó không có ông Tôma, nhưng các anh em đã kể cho ông Tôma nghe về chuyện thầy của mình đã sống lại từ cõi chết. Nhưng ông Tôma nhất quyết không tin. Ông đòi kiểm chứng: Nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh của Người, nếu tôi không đặt bàn tay vào cạnh sườn của Người thì tôi không tin. Đến 8 ngày sau, cũng tại nơi đó, nơi các môn đệ đang cầu nguyện, cửa đóng kín, Đức Giêsu hiện đến giữa các ông, có ông Tôma. Lần này Chúa mới nói với ông Tôma rằng: Tôma, hãy xem tay chân và cạnh sườn Thầy đi, chớ cứng lòng nhưng hãy tin. Câu chuyện về ông tông đồ Tôma cứng lòng tin, có lẽ đó là câu chuyện cuộc đời của mỗi người chúng ta. Chúng ta giống ông Tôma lắm, vì chúng ta cứ hay đòi kiểm chứng, đòi Chúa phải làm một cái điều gì đó cho chúng ta thì chúng ta mới tin. Và có khi chúng ta đau ốm bệnh tật, gặp những chuyện trắc trở, chúng ta kêu cầu danh Chúa, chúng ta cầu nguyện, mới có hôm trước hôm sau, buổi sáng buổi chiều, chúng ta đã trách Chúa: Chúa ở đâu rồi? Chúa có nghe con cầu nguyện không? Có Chúa thật không? Giống y hệt ông Tôma cứng lòng tin, đòi có một cái gì đó kiểm chứng. Con người của thời đại ngày hôm nay là con người của cân đong đo đếm, tay sờ mó. Mà vì thế rằng cái điều này cũng là một trong những cái đặc tính, một trong các môn đệ để biểu trưng con người của mọi thời đại, và đặc biệt là thời đại tân tiến, thời đại đầy những cái gọi là cái gì cũng phải đưa vào kiểm chứng, kiểm toán, máy móc, máy tính, đủ mọi thứ. Chính vì vậy, ông Tôma đã đại diện cho mỗi chúng ta. Nhưng Chúa trách ông Tôma cũng nhẹ thôi. Hãy xỏ tay vào lỗ đinh của Thầy đi, hãy đặt bàn tay vào cạnh sườn của Thầy đi, chớ cứng lòng nhưng hãy tin. Sau đó còn nói thêm một câu nữa: phúc cho những ai không thấy mà tin. Ngày hôm nay hầu hết mỗi người chúng ta là những người không thấy, mà chúng ta có lòng tin, như vậy là chúng ta là gọi là được kể là phúc lắm đó. Phúc cho những ai không thấy mà tin. Nhưng mà ông Tôma, sau khi ông đã nhận biết Chúa, ông đâu có xỏ cái ngón tay vào lỗ đinh đâu, cũng đâu có đặt bàn tay vào cạnh sườn đâu.
ông nhìn thấy Chúa là ông ấy nhận ra rồi, và ông ấy tin liền, và ông ấy thốt lên một câu: lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Một cái câu mà trong hành trình truyền giáo đã có lần Chúa Giêsu nói với ông Phêrô, khi mà Chúa hỏi các anh em là họ nói con người là ai đó. Rồi ông Phêrô ông mới tuyên xưng rằng thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống đó. Chúa nói rằng là không phải do miệng anh nói, không phải do ý thức mà anh biết được điều đó, mà là do Thánh Thần Thiên Chúa đã thúc đẩy anh, cho nên anh mới nói được. Tương tự như vậy, ngày hôm nay ông Tô-ma cũng là do Thánh Thần Thiên Chúa thúc đẩy mới nhận ra Đức Giê-su Ki-tô và mới tuyên xưng rằng thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Không cần phải kiểm chứng nữa, thấy rồi, biết rồi, tin rồi. Và có một cái câu chơi chữ kiểu như này: Tô-ma là người cứng lòng tin, nhưng khi đã tin thì tin rất cứng. Chúng ta cũng cần phải như vậy. Có lúc chúng ta cũng cứng lòng tin, nhưng khi chúng ta đã tin rồi thì chúng ta phải tin rất cứng, cứng đến mức độ không ai lung lay, không ai cám dỗ, không ai di chuyển được mình. Đó, ai nói sao mặc kệ, miễn là tôi đã kiểm chứng được đức tin của tôi đã tin vào Chúa của tôi. Điều đó mới là quan trọng. Và dù thấy hay không thấy cũng không quan trọng nữa, quan trọng rằng ta có tin hay không. Vì trong Kinh Thánh cũng có đoạn Chúa nói rằng phúc cho mắt anh em vì mắt anh em được thấy. Còn ông Tô-ma thì hôm nay Chúa lại bảo là phúc cho những ai không thấy mà tin. Như vậy là giữa thấy và không thấy không quan trọng. Quan trọng ở chỗ là chúng ta tin hay không tin, và tin như thế nào. Hôm nay là ngày lễ kính lòng thương xót Chúa, trong tuần thứ hai của mùa phục sinh. Và trong suốt một tuần vừa qua, chúng ta đã suy niệm về việc mà Chúa Giêsu đã từ cõi chết trỗi dậy, sống lại. Đây chính là đặc điểm của lòng thương xót. Lòng thương xót chính là Ngài đã từ cõi chết trỗi dậy để tha thứ mọi tội lỗi cho chúng ta và cứu chúng ta khỏi phải chết. Đó chính là lòng thương xót. Khi nói đến lòng thương xót của Thiên Chúa thì chúng ta nhớ ngay đến cuộc khổ nạn của Đức Giêsu Kitô, chịu chết, chịu đóng đinh trên thập tự giá, chôn trong mộ, sống lại để cứu độ chúng ta. Đó chính là lòng thương xót. Và khi chúng ta kính lòng thương xót như vậy, chúng ta cũng cầu xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta có một nơi nghỉ ngơi trong trái tim yêu dấu của Chúa. Có một chỗ trong trái tim yêu dấu của Chúa. Giống như kiểu người yêu hỏi nhau là có chỗ nào, anh có chỗ nào trong trái tim của em không? Đó. Thế vì bây giờ chúng ta hãy hỏi Chúa là: Chúa ơi, con tin Chúa nè, có chỗ nào, con có chỗ nào trong trái tim của Chúa không? Chắc chắn rằng Chúa sẽ trả lời là có, bởi vì ta giàu lòng thương xót. Đó. Khi kính lòng thương xót của Chúa, chúng ta cũng nhớ đến lời của Chúa căn dặn mỗi người chúng ta hãy ăn năn sám hối, biến đổi đời sống mỗi người chúng ta đó, để trở nên mỗi ngày mới hoàn thiện, xứng đáng để hưởng danh nghiệp nước trời. Chúa cũng dặn chúng ta là yêu thương, thương xót những người xung quanh chúng ta, những đặc biệt là từ thân nhân trở ra, ông bà cha mẹ, người thân trong gia đình, những người thân cận, rồi đến nhân loại, tất cả mọi người. Chúng ta có tình yêu hay có lòng thương xót đều nhờ vào lòng thương xót của Chúa, nhờ đó mà có được. Mà nếu chúng ta làm gì cho ai
cũng giống như người ngoại đạo đó, mà người ta làm bác ái đó, người ta cũng làm được như thường, nhưng mà người ta không dựa vào lòng thương xót, người ta không lấy Chúa làm tiêu chuẩn. Còn mình ấy, khi mình muốn làm một cái điều gì đó yêu thương bác ái, mình lấy Chúa làm tiêu chuẩn của sự yêu thương bác ái đó, và chắc chắn rằng Chúa cùng làm với mình, và việc mình làm sẽ có nhiều ân ích và sẽ được Chúa chúc phúc. Chúc phúc cho cả hai bên, người mà làm bác ái có phúc, người được nhận cũng có phúc. Chính vì vậy mà trong tin mừng cũng có đoạn nói rằng là cho thì có phúc hơn là nhận, nghĩa là cả hai bên đều có phúc. Đó. Lại là cho thì lại có hơn là nhận, bởi vì Chúa sẽ cho lại chúng ta dồi dào hơn. Hôm nay nhân ngày lễ kính lòng thương xót Chúa, đây là một sáng kiến của Đức Giáo Hoàng John Paul II, muốn mỗi người chúng ta nhớ lại tình yêu thương vô bờ bến của Đức Giêsu Kitô đã đổ máu ra chuộc tội mỗi người chúng ta. Và chúng ta cũng xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta biết đặt niềm tin tưởng phó thác vào lòng thương xót của Chúa, vì chúng ta phúc hơn ông Tô-ma. Và chắc chắn rằng ông Tô-ma đã tin Chúa cứng đến mức độ không sợ tử đạo, thì có lẽ chúng ta cũng mong rằng chúng ta tin Chúa đến mức không lung lay, để rồi cho đến giây phút cuối cùng nhắm mắt lìa đời, chúng ta luôn luôn thuộc trọn về Chúa. Xin Chúa cũng ban cho mỗi người chúng ta có lòng yêu thương quảng đại đối với tất cả mọi người, đặc biệt là những người xung quanh chúng ta nữa. Amen. Giờ đây xin mời cộng đoàn chúng ta đứng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa, sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy, tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiên, công giáo và thông truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, Chúa Kitô phục sinh đã hiện ra để củng cố đức tin cho các tông đồ, ban bình an
và Chúa Thánh Thần để các ông chư toàn sứ mạng được ủy thác. Trong tâm tình ngợi khen và cảm tạ Chúa, cộng đoàn chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Xin cho mọi thành phần trong hội thánh luôn ý thức và chu toàn sứ mạng loan báo tin mừng phục sinh qua những nỗ lực bảo vệ môi trường và sự sống, cùng thực thi công bình bác ái. Xin Chúa nhận lời chúng con. Bình an là quà tặng của Chúa phục sinh cho nhân loại. Xin Chúa cho mọi người cùng mọi dân tộc trên thế giới được đón nhận bình an và sức sống của Chúa Kitô, tích cực cộng tác xây dựng hòa bình, bên vực và thi hành công lý. Xin Chúa nhận lời chúng con. Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Xin cho những người đang hoang mang trong niềm tin và lạc hướng trong cuộc sống được Thánh Thần của Đấng Phục Sinh nâng đỡ hướng dẫn, luôn sống trong niềm vui và bước đi trong ánh sáng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa Giêsu là dung mạo lòng thương xót của Thiên Chúa. Xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta cũng trở nên dấu chứng cho lòng thương xót của Thiên Chúa trong xã hội hiện tại bằng đời sống yêu thương và dấn thân phục vụ mọi người. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Đấng Phục Sinh vinh hiển, xin nhầm lời chúng con cầu nguyện và củng cố niềm tin nơi chúng con, để chúng con luôn trung thành bước theo Chúa và can đảm làm chứng cho Ngài giữa thế giới hôm nay. Chúa hằng sống và hiến chi muôn đời. Amen. Chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với các cha để ca tụng công lên dân Chúa và hầu lên cho chúng ta cùng vào lễ hội thánh người. Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật của chúng con. Chúa đã cho mọi người chúng con được đổi mới nhờ đức tin và nhờ bí tích thánh tẩy. Xin cũng dẫn đưa chúng con tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi nơi mọi lúc, nhất là trong những ngày cực thánh này. Chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ người con cái sự sáng được sinh ra để sống muôn đời, và khi các cửa nước trời được mở ra đón các tín hữu, vì nhờ sự chết của người chúng con khỏi phải chết, và trong sự sống lại của người chúng con được phục sinh.
Vì thế với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa Thần. Lạy Chúa, cho thật là Đấng Thánh là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa Thánh Hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình người cầm lấy bánh, tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thân ngay sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con chưa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình vào mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhờ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse, Đức Giám Mục Phụ Tá giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa ban muôn ơn lành hồn xác cho tất cả những người tham dự trong thánh lễ này, đặc biệt những ý chỉ mà chúng con đã xin lễ hôm nay được nêu ở đầu lễ, cũng như cầu nguyện cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thấy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lành Chúa cứu thế, và theo thầy thức người dạy chúng ta giam nguyện rằng:
Nước cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Y Chúa, Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em, chúng ta chúc bình an cho nhau. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Đây Chúa, con chẳng đem Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Tình Chúa quá bao la diệu vời, lòng thương xót không bao giờ vơi. Dẫu con phản bội quay mặt lại với tình Chúa, vòng tay Chúa vẫn bao dung thiết tha chờ đón con về. Dù năm tháng vật đổi sao rời,
tình Chúa vẫn không đổi thay. Tình con nhỏ bé hằng mong đã đến, dẫu biết không thể xứng với ân tình trời bề, dạt dào Chúa dành cho con. Quá bao la dịu vời, tình thương đó con đã cảm nếm. Chúa yêu thương con hơn cả là con yêu con, đẹp hơn ước muốn đợi chờ, khiến con hạnh phúc vô bờ. Tình Chúa đã đổi mới tim con, làm trái tim con thổn thương. Đời con từ đây chỉ tin Chúa thôi, không có Chúa nào khác, chẳng ai có thể cướp tình yêu Chúa khỏi tim con. Sao?
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa lãnh nhận mình vào mau thanh Đức Kitô là đấng đã chết và sống lại để ban sự sống đời đời cho thế gian. Cúi xin Chúa làm cho ân huệ quý báu này được tồn tại mãi trong tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Hallelujah, hallelujah. Tạ ơn Chúa, hallelujah, hallelujah. Lần quay gót trở về suối tình Chúa, bụi trần hoen ố xe được tẩy sạch trắng trong, tiệt nồng yêu mến Chúa luôn luôn sáng lòng, bình an hạnh phúc đồ lường phát khởi.